xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân. Thưa quý vị và các đồng chí, cách đây 75 năm, ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Cùng với sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, lực lượng công an nhân dân Việt Nam cũng chính thức được thành lập để bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Kể từ đó, ngày 19 tháng 8 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, những người làm chuyên mục An ninh Thanh Hóa xin được gửi đến quý vị và các bạn phim tài liệu Công an Thanh Hóa 75 năm truyền thống vẻ vang. Phim tài liệu gồm 3 tập. Trong mỗi chuyên mục An ninh Thanh Hóa từ nay đến hết ngày 19 tháng 8 sẽ lần lượt gửi đến quý vị và các bạn từng tập của phim tài liệu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc thắng lợi bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta bước sang thời kỳ mới, độc lập, hòa bình, thống nhất và chủ nghĩa xã hội. Mặc dù thất bại, song các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng tiến hành chiến tranh phá hoại nhiều mặt, diễn biến hòa bình, bao vây, cấm vận kinh tế, hòng gây mất ổn định chính trị của đất nước. Trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới, cùng với những khó khăn của nền kinh tế xã hội, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng. Nhiều nơi, tội phạm hoạt động lộng hành, quần chúng nhân dân không dám tố giác. Lòng tin của nhân dân đối với lực lượng công an và cấp ủy chính quyền có nơi có lúc bị giảm sút. Ở nhiều địa phương, vấn đề mất dân chủ, mất đoàn kết và các sai phạm trong quản lý, điều hành kinh tế của một số cán bộ đảng viên đã đẩy mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân tới đỉnh điểm, dẫn tới việc hình thành nhiều điểm nóng về an ninh trật tự ở nông thôn như Thọ Ngọc Triệu Sơn, Nam Giang Thọ Xuân, Tiến Lộc Hậu Lộc, Quảng Lộc Quảng Xương, Nga Thạch Nga Sơn, vân vân. Công an Thanh Hóa đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung giải quyết với nhiều giải pháp đồng bộ. Mặt khác, lực lượng công an đã kiên trì mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo trong công tác vận động quần chúng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, từng bước xử lý dứt điểm và giải quyết ổn định tình hình các điểm nóng, đồng thời ngăn chặn hàng trăm điểm mâu thuẫn có nguy cơ bùng phát thành điểm nóng ở nông thôn. Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an Thanh Hóa đã liên tục ra quân mở các đợt cao điểm đấu tranh chấn áp và triệt xóa hàng loạt các băng nhóm tội phạm hình sự. Điển hình như triệt xóa băng cướp có vũ khí khét tiếng do Nguyễn Mạnh Hiền, tức Hiền Đầu Bạc, cầm đầu ở vùng khai thác vàng Hang Kịt, Lũng Cao, Bá Thước. Tham mưu cho cấp ủy chính quyền mở nhiều cuộc vận động lớn, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc như chiến dịch chống cắt phá đường dây điện thoại, điện sáng, thu hồi vũ khí vật liệu nổ, mở cuộc vận động toàn dân tham gia quản lý, cảm hóa giáo dục những người lầm lỗi tại địa bàn dân cư, vân vân. Đến nay tuy rằng đã gần 30 năm, nhưng mà những cái bài học mà chúng ta rút ra được qua giải quyết các điểm nóng thì theo tôi đây vẫn là một vấn đề thời sự. Khi mình có cái lòng nhân ái, mình giúp đỡ người ta, mình cảm hóa người ta, thì cái con người phạm tội đó là trở nên những cái người tốt, có ích cho xã hội. Còn những cái kẻ cầm đầu, chủ mưu, thủ ác, những kẻ tái phạm nghiêm trọng thì chúng ta trừng trị đích đáng. Với cái tinh thần như vậy, một mặt là chúng ta củng cố chính quyền cơ sở tiêu cực, thứ hai là ta chấn áp tội phạm, thứ ba là chúng ta phát động quần chúng. Thì tất cả những cái nguyên nhân đó đã góp phần rất quan trọng, sau một thời gian thì tình hình an ninh trật tự ở trong tỉnh ổn định. Và các cái điểm nóng được giải quyết tốt, chính quyền cơ sở được củng cố. Và đây là những yếu tố mà góp một cái phần rất là tích cực cho cái phát triển kinh tế, xã hội trong tỉnh Thanh Hóa trong những năm sau 80 cho đến năm 1990.
bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Công an Thanh Hóa đã tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, nổi bật là đã triển khai sâu rộng đề án 375, chỉ thị số 10 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về củng cố ban chỉ đạo an ninh trật tự ở cơ sở và xây dựng mô hình khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Xác định rõ, cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm và ứng dụng công nghệ thông tin là khâu đột phá. Công an Thanh Hóa đã xây dựng triển khai hàng chục đề án, phương án về cải cách hành chính phục vụ nhân dân, như đề án 100 về cải tiến đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý hành chính phục vụ nhu cầu chính đáng của nhân dân, đề án 67 về chấn chỉnh, củng cố và hoàn thiện hệ thống sổ hộ khẩu gốc, ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin cấp đăng ký ô tô xe máy bằng phương pháp ấn số tự động trên vi tính, cấp hộ chiếu phổ thông đăng ký lưu trú qua mạng Internet, mở trang thông tin điện tử, hộp thư thoại, giải đáp thủ tục hành chính cho công dân trên một số lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân, v.v. Cùng với đó là tập trung chấn chỉnh nội bộ với nhiều phong trào như siết chặt kỷ cương, tăng cường nghiệp vụ, xây dựng tính nhân văn trong Công an Thanh Hóa, diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân đã đem lại một diện mạo mới và củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an Thanh Hóa. Công an Thanh Hóa thì trong nhiều năm liên tục là có nhiều cái đổi mới, cái cải tiến trong công tác. Cho nên đấy cũng là yếu tố quan trọng để mà hoàn thành cái nhiệm vụ trong năm vừa qua. Và cũng nhiều cái phong trào nội dung ấy được cả nước nhân rộng và thực hiện. Đến bây giờ thì tất cả cái đó thì Công an Thanh Hóa vẫn đang thực hiện. Tôi nghĩ đây là một trong những cái cơ sở rất là quan trọng để là ngành công an làm tốt cái đảm bảo an ninh trật tự, nhất là cái phòng chống tội phạm. Và đây cũng là cái cơ sở quan trọng để phục vụ cái nhu cầu chính đáng của nhân dân. Mà những cái đổi mới cải tiến đó, nhất là cái hành chính, thì nó mang lại một cái hiệu quả thiết thực cho nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Ghi nhận những nỗ lực phấn đấu và thành tích của toàn lực lượng Công an Thanh Hóa, ngày 29 tháng 7 năm 2008, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ 1997-2007 cho Công an tỉnh Thanh Hóa. Đây là sự ghi nhận xứng đáng, là niềm tự hào, là nguồn cổ vũ động viên to lớn để các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an Thanh Hóa tiếp tục vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tô thắm truyền thống vẻ vang của Công an Thanh Hóa anh hùng. Chuyên mục An ninh Thanh Hóa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.